Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em làm một clip cực kỳ hot cho anh em. Đó là gì anh em? Nói chung là ngày mai sẽ là sự kiện Hall of Legends rồi. Thì tối hôm qua bên FC3 có một live stream anh em để công bố những cầu thủ trong sự kiện ha. Những cái gì đó chơi như thế nào, lấy cầu thủ như thế nào. Thì ok anh em, hôm nay làm biết anh em mình cùng gọi là review, đánh giá coi cái buổi live stream đó như thế nào, có sự kiện Hall of Legends đó. Thì sau khi đó review xong là mình sẽ tiếp tục mở mắt nha anh em. Yên tâm, ngày nào cũng sẽ mở mắt cho anh em để tìm kiếm cơ hội coi. Trời, trong cái top 11 cầu thủ Euro mình chưa được con nào mà 101 anh em ơi, ba cái ạc luôn, chưa được con nào 101 hết. Nên mình ráng cố gắng lấy một con trước khi sự kiện Euro kết thúc vào ngày mai. Thì ok anh em, không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ vô mình review sơ sang cái sự kiện Hall of Legends trong một live stream đó như thế nào. Ngày mai có phần đổi điểm nữa anh em, từ sự kiện Euro sang sự kiện Hall of Legends nữa. Thì ok anh em, bây giờ trước tiên mình vô review sơ con sự kiện Hall of Legends ha. Thì ok, đây là một trong số những cầu thủ trong sự kiện Hall of Legends nè. Thì hôm qua rất là nhiều anh em đồn đoán ba cầu thủ của AI nó cho anh em dự đoán là gì. Cannavaro là đúng nè. Rijka là một cái tên khá bất ngờ anh em, thật sự. CM, bây giờ nó ca lên CM luôn. Thường là CDM hoặc là CB thôi, bây giờ nó cho CM luôn. Anh em đoán là con gì ta, hôm bữa là con C-Dog đúng không? Còn Gullit thì không ai đoán hết. Gullit thì thường là nó có cái bản 99 của sự kiện Euro rồi, không ngờ nó cho Rijka anh em. Rijka cũng có một phiên bản 99 rồi, không thể tin được. Đó, tiếp tục là con Beckham là đúng nè. Đó, Beckham là ok nè, đúng nè. Đó, như ba con mà hôm qua là AI cho anh em dự đoán là con Cannavaro, con Rijka và con Beckham. Đó, và tiếp tục là con Ramirez nè, con Busty là CF nè. Con Busty CF thì ít ai dùng rồi, mà Busty CF cũng đúng anh em, tại vì nó đã hơi lùi anh em. Con này đã CF vị trí đúng nè. Tiếp tục là Michael Owen. Đó, Michael Owen rất là lâu rồi chưa có thẻ nữa, lần này có thẻ rồi, over 98. Còn còn Raikin CM98, còn Peter Chet Asian, cuối cùng là KK. Đây là chỉ là một số cầu thủ trong sự kiện Hall of Legends thôi, còn rất là nhiều cầu thủ khác nha anh em, giới thiệu thôi. Tiếp tục, đây là cái giao diện để mình vô mình chơi game nè của sự kiện Hall of Legends nè. Đó, không có rất nhiều ha. Ok anh em, đầu tiên như phần main là có cái biểu tượng mấy cái hình quảng cáo là KK nè, đây là Starbucks nha anh em. Đó, last Starbucks mình nói sau. Thì vô phần main là mình chơi ha, skill game nè, chơi trận đấu nè, để mình lấy điểm nè. Cái điểm á là cái điểm mà gọi là cái điểm bon của sự kiện Legend này đó anh em. Đó, nói chung là chơi thôi, và cái nhiệm vụ cái bên nè, anh em chỉ cần hoàn thành thôi là anh em chỉ được 10 điểm. Nói chung nó yêu cầu gì nên anh em hoàn thành thôi. Để ngày mai đi, nó ra tiếng Việt đi, mình sẽ bàn luận thêm nữa ha. Cái này mình nói sơ sơ thôi. Tiếp tục, đó. Cái điểm là điểm Legend Bon. Đó là anh em chơi kill game nè, chơi trận đấu nè, và chơi những gì cho mày nè, là nó có cái điểm cho anh em, như là hoàn thành nhiệm vụ gì đó nó có điểm. Tiếp tục là phần nhiệm vụ của cái ngày nè. Đó là được 50 điểm với là 600 điểm Starbucks. Nói chung là anh em cứ hoàn thành đi là anh em nhận thôi. Tiếp tục là cái quà của cái nhiệm vụ. Đó cũng là 100 điểm nè, ngon. Rất là nhiều cái điểm cho anh em lấy, mà anh em phải hoàn thành cái nhiệm vụ đó thì anh em mới lấy được. Đó, tiếp tục qua phần Icon Collection. Nó có team A và team B. Nó có quảng cáo cho anh em lấy điểm nè, và anh em có thể mua nè. Đây, tiếp tục. Đây là phần quà đi nhánh đây. Ví dụ anh em có 480 điểm thì anh em đổi, thích đổi gì đổi. Đó, nó có thể reset cái quà cho anh em được. Đó, đây là quà này rất là nhiều anh em. Trong đó có gen, có coi, có điểm đổi điểm trên đinh nè, có logo của Soulskyer nè. Đó, tiếp tục là những cái con ngôi đền chưa được mở ra. Đó, như Compel nè, Peter Chet nè, Bet nè, LBRW, Cam, CF, ST, LB rất là nhiều anh em. Tiếp tục đây luôn, cuối cùng con SCN nữa kìa. Nói chung là mấy kia chưa có mở khóa cho anh em để anh em lấy, từ từ thôi. Tiếp tục là phần quà tiếp theo, Winter Store luôn. Đó, thì có móc 136 là 60, 85, 98 và 99. Nói chung là 99 là anh em reset cái quà này đó, là anh em mở tiếp. Có hai cái phần quà cuối nè, 85 và 98 là có cầu thủ với anh em. Nó yêu cầu là cầu thủ này ngon lắm, có cầu thủ over 101 nữa, mà hên xui anh em, mà hên xui thôi. Thì nhìn chung á, mỗi sự kiện thì đều có một con over cho anh em re, nhưng mà không biết re over nào, đó là nhân phẩm nữa. Tiếp tục phần sau tiếp, đó vẫn còn là một số con gọi là quà nữa. Nó yêu cầu anh em là chỉ chọn một thôi, không được chọn nhiều nha anh em. Khi nào anh em hoàn thành hết cái mấy cái quà này thì qua bên đây chọn cầu thủ.
Nói chung là cái hộp này không biết là bao nhiêu ta, ô vào bao nhiêu ta. Đó, nói chung là hên xui. À, đây, có con Marciano đó nè. Thì đó là thích chọn nào? Mình nghĩ là random đó em, random tầm từ 94 đến 101 thì hên xui thôi. Đó. Nên là thích chọn nào chọn Marciano cũng được. Đó, tùy. Tiếp tục, đây là cái phần quà tiếp tục của cuối, nó là những cầu thủ gọi là over thấp hơn với so với cầu thủ over trên nữa. Anh em thấy không? Có con Cannavaro mới đầu tiên mình nhớ thấy là 100 đúng không? 100 là 1 hay 100 gì mình quên ta. Mà có thêm một cái thẻ khác là 98. Đó. Nói chung mấy con này là mấy con over thấp hơn so với over gốc trong cái sự kiện này rất là nhiều. Đó, như là con Brica nè, 100 đúng không? Thì nó còn 97 thôi. Nó có hai cái thẻ anh em. Nói chung là sự kiện này có hai cái thẻ. Đó. Giống như là sự kiện Euro này, những cầu thủ xuất sắc nhất Euro nó over nó cao. Còn những cầu thủ bình thường thì over thấp hơn 1-2 over. Đó, như vậy đó, như nâng cấp vậy đó, một bản nâng cấp vậy đó. Đó. Tiếp tục là phần Icon Gallery. Nói chung là Icon Gallery thì giống như là một cái bộ sưu tập vậy đó. Đó. Anh em lấy được con này con kia thì nó mở cho anh em vậy đó. Nó có quà nè. Đấy, quà Midstone anh em, team A, team B nè. Đây, 500 gen nè, Ray luôn. Sau khi anh em unlock 5 cái Icon token thì anh em mới được ha. Đó, lấy là gen. Và tiếp tục là cái một cầu thủ Icon nè. Tiếp tục đây là nhiệm vụ ngày thì nói sơ thôi, không cần nói nhiều đâu, cho anh em thấy cái bộ livestream như thế nào thôi. Tiếp tục là phần quan trọng cho anh em, rất nhiều anh em hỏi đó là gì, đổi điểm từ sự kiện Euro sang sự kiện Horn of Legend. À, nó có ba phần đổi cho anh em, nó giới hạn cho anh em. Cái đầu tiên là mỗi tuần anh em được 300 điểm, cái kia là cái tiếp theo là Legend Ball, cái tiếp theo mà nó cho anh em là được có 150 điểm thôi, giới hạn thôi. Còn cái tiếp theo đó là 150 điểm cái ngôi sao luôn. Đó, giờ cho từ ha. Đây, cái đầu tiên anh sẽ dùng điểm token, là cái điểm mà anh em đang chơi bên sự kiện Icon đó anh em. Đó, sự kiện Icon đó là cho anh em đổi tối đa là 300 điểm. Đó. Tiếp tục là cái phần điểm Journey Bond, là cái phần điểm mà điểm hành trình trong sự kiện Euro đó, anh em đổi được tối đa được 150 điểm thôi. Nên anh em cứ xài hết đi, tí nữa mình vô mình xài hết luôn. Đó. Tiếp tục là cái điểm ngôi sao, cũng giới hạn 150 điểm thôi, không có nhiều nha anh em. Điểm ngôi sao này anh em có thì đổi thôi. Là điểm đổi qua điểm Legend Ball để anh em chơi trong sự kiện Legend Ball này. Là hồi đó Legend chứ không sao đây em, hồi đó Legend dân. Đó. Tiếp tục là phần Star Pass, đó là con KK Over 98 vị trí cam. Phần này cũng khá ngon nha anh em. Nói chung là anh em có nhu cầu là Star Pass này thì cứ inbox Zalo mình ở dưới ha, mình để số điện thoại á, cứ inbox Zalo. Đó, mình sẽ đưa giá cho anh em, anh em nạp như thế nào nạp. Ok, lấy quà trên cực kỳ ngon nha anh em. À. Tiếp tục là phần Exchange. À, rất là nhiều anh em mong chờ. Đây, nó y chang sự kiện Euro vậy, nó chỉ là hai phần. Một phần là 94.01 và một phần là 94.01 luôn. Nó có limited exchange, có nghĩa là nó cũng có giới hạn em. Nó hai cái đều giới hạn hết. Cái kia được 5 lần, cái này được 1 lần. Thì nó chưa có tiết lộ là dùng những cầu thủ gì exchange, nhưng mà chắc chắn là phải có cầu thủ Horn of Legend thì mới được anh em. Nhưng mà mình nghĩ chỉ đã over 94 cộng thôi. Còn thêm cầu thủ gì đó vô nữa để cho anh em exchange nữa thì nó khác nữa, chưa có công bố nên không biết được. Sợ anh em ôm hàng. Ôm hàng sao? Đó, ok anh em, mình exchange ha. Tiếp tục, đây là đội hình Home of Legion, tuyệt vời anh em. Có Ronaldo de Lima, over 101 anh em ơi, tuyệt vời. Ronaldo đã trở lại. Có Salah nè, có Ginola nè. Đó. Đâu để coi vị trí này nữa đâu. À, có con nào nữa không ta? Con nào lo lạ đấy, mình cứ chưa coi không. À, mấy con này không quen thuộc, có Campbell nè. Đây, đây là cái kho sở hữu trong sự kiện Home of Legion của một hai bạn livestream trên FC Mobile đây. Cũng khá nhiều anh em. Nhưng mà nói chung là over 100 với 101 chỉ có hai con thôi, là Cavanaro và Ronaldo là 101, Beckham và Raike, Salah là 100. Nói chung là chỉ có 5 con thôi là trên 100. Nó giới hạn anh em, chứ bây giờ cho anh em nhiều quá thì cũng không được anh em. Thật sự trăm một không được, cứ từ từ thôi. Đó, mỗi một sự kiện thì cho 5-6 con 100 thôi. Nhưng Euro rồi có 3 con nè. Có rồi cũng 5 con nè, 2 con 100 và 3 con 101, đúng rồi. Ngon em, cũng được, ok. Thì đây là chỉ số của một số cầu thủ qua. Đây là Cannavaro, con này hơi lùng anh em, thật sự hơi lùng thì ít anh em xài, nó thọc đầu lắm nhưng mà nó khỏe. Nên anh em thích xài lùng lùng thì cũng được. Tiếp tục là Mohamed Salah, đó, một con RW bắt đầu bét rất là trở lại đó. Đó, ngon em, ngon. Tiếp tục là Ramirez nè, con này thì CDM nhưng được cái là bút cho kill 4 sao, khá ok. Tiếp tục là Edinson Cavani, con này thì chọn vị trí khá tốt nhưng mà cái trên đều nó kêu nó 4 sao, kêu nó 3 sao hơi khó xài anh em. Tiếp tục là SCN, có vị trí CDM. Ginola, quá là tuyệt vời con này, mấy con còn anh em, kêu 5 sao thì lực khá tốt.
Tiếp tục đó là Ronaldo de Lima phiên bản 98 thôi. Cái này có 98 anh em, nó có 101 đó nha anh em. Đó. Đây, Cavallaro phiên bản 98 luôn. Đó. Nhìn chung là phiên bản thấp hơn thôi, phiên bản cao hơn thì ngon rồi. Thì ok anh em, đây là Kaka. Và tiếp tục là cái nhập code vô nhận quà của sự kiện Hold Up Legend ha, trước một ngày ha. Đó là anh em vô trang redeem.fcm.ea.com, nhập cái mã vô là Legendary là ok anh em, là lấy quà anh em. Đó. Trước khi vô sự kiện mới lúc nào nó có cái một cái code cho anh em nhập vô để lấy quà ha. Tiếp tục, đây là phần Challenge Mod. À, Challenge Mod thì bắn đá bình thường anh em, cuối tuần thì anh em được con 90.1 nè. Còn mấy ngày thường thì được 81.1 thôi. Nói chung là không khó đâu, khó ăn lắm, đá chỉ chơi lấy cầu thủ thôi chứ khó ăn được con 1.1 lắm. Thì ok anh em, đó là toàn bộ sự kiện Hold Up Legend. Mình đã gọi là review sơ qua cho anh em ha. Ngày mai ra sẽ biết anh em có Ronaldo 101 con em, mà mình mới cho anh em xem cái chỉ số là 100 thôi, 98 thôi. Đó. Thì ok, tiếp tục là cái phần hấp dẫn nhất, đó là gì? Etienne hay là mở bắt để tìm kiếm cơ hội anh em. Vì cho ngày mai nữa. Đó, mình sẽ vô mình mở cái bắt nào đó ngon ngon cho sự kiện Euro này để chuẩn bị kết thúc thôi. Đó. Thì chỉ có gói 3.000 thôi anh em, 3.000 thôi để kiếm cơ hội thôi, 3.000 gen thôi để lại ngày mai mở tiếp. Chứ mở quà sự kiện Euro này không được cái gì hết. Ok anh em, bây giờ mình vô rồi, mình sẽ mở một cái 3.000 gen để xem như thế nào đây. Đó. Phát thứ hai nó còn chậm nha, vô nè. Kiếm con over 99 cũng được nè. Đó, vô nè, vô nha nha. Đường hầm là lấy tên. Vô. Đó, anh em vô nha, gì đây. Rồi tiêu anh em ơi. Wow, Caracaria, bao nhiêu đây? 94, trời không phải anh em. Mikautaji, trời ơi. Tưởng là con Caria, không phải anh em ơi. Thôi rồi. Quá đen. Ok anh em, bây giờ tiếp tục mình sẽ lên cái phần này. Hôm bữa mình được một con Akenji V, xong mình vô mình trên tiếp cái phần 99.1 ra Akenji tiếp anh em. Hôm qua anh em ra cái Akenji tiếp cái đen, thì hôm nay mình làm lại anh em, lấy con Akenji đó tiếp tục anh em đi trên tiếp. Đó, bây giờ mình cho thêm 4 con còn đủ 94 cộng, lỡ cho thêm một con 96 cộng con này với nhau con CF thì cho mình xui đi. Đó, ok. Ráng kiếm con Tây Ban Nha này còn ngon nha. Tây Ban Nha nè, 5 cầu thủ mà không được con Tây Ban Nha là đen lắm. Vô nè. Đó. Lại đổ một con 99. Lấy một con nào đây, 101 chứ. Là mình lỗ nè. Lỗ mình lấy con 99, đổ như là con 99 là lỗ. Đây vô, cứ Tây Ban Nha lập tiền em. Tây Ban Nha. Rồi cứ Tây Ban Nha được rồi, Tây Ban Nha đi. Tây Ban Nha. Phá bằng em ơi. Rồi cái hả? Chết ba rồi. Trời ơi, mình xui quá anh em ơi. Ba cái hạt mình có một cái nào mà trời 101 á, trời ơi đen dữ mày. Trời ơi này nhỏ quá, cái tốc sự kiện rồi mà không cho con nào ngon hết. Lại lỗ sặc máu rồi anh em ơi. Trời ơi, 5 con Tây Ban Nha mà nó cho mình Tây Ban Nha luôn nên qua Pháp luôn ghê chứ. Trời ơi thua rồi. Thôi mình không chơi nữa anh em ơi, mình không chơi này đâu. Chơi nhỏ không chơi đâu anh em ơi, không chơi đâu. Thì ok anh em. Trời đen quá thôi, để ngày mai mình đi sự kiện mới thôi. Cũng có 101 anh em, để kiếm con 101 khác. Thì bây giờ mình sẽ vô mình gọi là mình xem anh em mà bắt đi. Tại anh em được clip cho mình khá nhiều nên mình vô mình xem anh em bắt trực tiếp đi. Để xem có hên hay không, để lấy vế lại coi cho sự kiện ngày mai. Thì ok anh em, bây giờ vô một cái ạc để xem ạc này bạn này sẽ mà bắt như thế nào. Cũng trong sự kiện Euro ha. Vô. Ôi, thật sự là mình quá đen này rồi, quá đen được 3 cái ạc của mình. Được mỗi cái ạc chính của mình được con Musiala 100. Còn ngoài ra 99 không, mình nên mình đá mình thật chứ. Con hôm qua thì con Akenji, bây giờ là con Manan. Thôi bây giờ vô ạc này ha, để xem bạn này mở như thế nào đây. 20k FC Ball đây, mới vô ạc trên chơi vui vui lấy khởi động đó. Đó, vô nè. Nói chung là clip của anh em còn mở rất là nhiều anh em. Nếu mà qua sự kiện Euro rồi mình vẫn mod cho anh em đều đều ha. Thì mình mở chơi vui vui nè, tại vì nó nhiều clip quá nên phải mở từ từ thôi. Ồ, đồ hình cũng khá ok anh em. Ơi, có con đi mô kìa, để con đi mô cho này một kìa. Ngon gì ta, khá chí ta. Bây giờ tiếp tục bỏ tiếp, tìm tiếp coi đây. Vô cúp 3 thì à? Cái gì mà ai mà miễn phí, là như cúp 3 như miễn phí. À, vô vô, khởi động trước. Đó. Tiếp tục. Đây, cứ 10 lần, lấy con Rui kia bên là thơm luôn em. Đó, ngon chưa, ngồi trên Rui kia bên. Đấy, mà mình bắt được nó mới ngon đó chứ. Chỉ cần mất 8k FC Ball thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đấy. Nói chung bắt này nên mở một lúc 5 lần hoặc 10 lần thì nó mới thơm. Chứ mà từng cái như vậy thì khó đường hầm lắm, thật sự là khó lắm. Đấy, đường hầm anh em, ngon đi. Ngon. Ê, Ba Lan thua rồi, GK, TT.
CDM. Rồi thôi rồi. Ê, chín bố chưa? Nói chung là mở một lúc thì nó mới thơm. Nó ra nhiều ngon. Tiếp tục vô nữa, đấy phát thứ ba. Còn cứ mở từ từ như thế này thì cũng hơi lâu thiệt nhưng mà nó khó đường học lắm. Đấy đúng hả? Hay gì? Hay gì? Có gì đấy? Hey, Scotland thôi rồi. Đấy là công ty B, Robinson, 93. Cũng luôn biết mà. Trời ơi. Đấy, tiếp tục. Đấy chưa, mà lúc đi. Có gì lát khoảng tầm chiều mình sẽ off lên cái kênh VMT Review Stay mà bắt cho anh em. Cái clip mà bắt của anh em ha. Tại vì clip mình còn khá nhiều để lấy vía may mắn là chia sẻ cho anh em khác. Nói chung là clip này thì mở một màu một lạc thôi. Nó cũng khá dài rồi. Đấy được rồi anh em ơi. Ây, đồ vết nhà anh em ơi. CM. Còn CM xem gì đây? 94 chăng? Đúng luôn 94. Trời ơi. Tiếp tục. Mà này làm bùa cứ ra vô hoài làm phát hết luôn 5 phát lần đi cho nó ngon. Nó mới thêm được. Đó làm phát nữa. Rồi tiếp. Đấy. Đó. Isolatia thôi rồi xem chăng? EST hả? ST Glacia. Trời ơi. 94 tiếp tục. Còn 4 phát nữa. À Nico William à. Nói chung là cầu thủ rất là hot hiện nay. Vô. Đó. Vô tiếp tục phát thứ 6. Làm luôn 4 phát rồi nhanh. Đấy chưa nói mà. 3 phát. Đấy tiếp tục từ từ vậy hả. Mà hơi lâu chút nhưng mà không phát nào ngon hết. Đấy 2 phát cuối là 2 phát lên cho trò đấy giờ không làm gì nhiều chút ngon. Trời ơi 2 phát là hy vọng không. Đấy chưa hy vọng lên cái không lên. Ê đây bên nhà anh em ơi. Ê CDM anh em ơi. Ê. Chắc mà nó không? Vô. Thấy chưa anh em thấy chưa? Nói rồi bao nhiêu chút là vô kèo lên em. 101 trời ơi. Chưa tính con Ri bên kia đấy nha. Nói chưa nói rồi. Mở nhiều lên. Ngon lắm. Đấy nè rút kinh nghiệm anh em. Nên mở nhiều chút. Mấy cái bắt này nè. Đó được 478 em. Cực kỳ ngon đó em ơi. 101 ngon quá em ơi. Tuyệt vời. Chúc mừng bên này. Quá tuyệt vời. Đã hết rồi. Lấy vĩ anh em lấy vĩ. Bây giờ mở Ri kế bên. Đó để xem như đây. Đấy nè. Sao ra ngoài rồi. À, bán luôn hả? Không xài CDM bán luôn. À có đơn Yomo rồi. Đấy 454 em bán luôn nữa. À muốn bán nhiều hơn chút. À chưa có người mua hết. Phí mày cao quá. Bán luôn hả? Ồ bán luôn, chơi luôn. Đó. Ok anh em, tiếp tục. Vô nhận thuy thôi, bán lên luôn đó. Đó là bán lên luôn em, nghe thấy chứ. Đó. Đấy vô. Đây còn gì đây, còn mấy gì ra đây. Cứ Tây Ban Nha lượm tiền em. Tây Ban Nha lượm tiền. Tây Ban Nha đi. Đấy Tây Ban Nha em. Vô rồi. Đấy CDM nữa. Hay gì. Double CDM anh em. Hai con CDM luôn. Hay gì ta. Hết rồi. Thì hai con 101. Quá tuyệt vời anh em. Quá tuyệt vời. Đấy lấy vế được rồi. Con này ngon rồi. Lấy vế anh em. Lấy vế quá tuyệt vời anh em. Ngon. À trời hết quá anh em. Hai con 101 luôn. Giống nhau mà bán được nữa. Giống nhau mà không bán được với xui. Nhưng bán được thì cứ chơi cứ bán ha. Bây giờ tiếp tục mở cái bắt gọi là Copa America 10 lần hả? Chơi không? Chơi cũng được anh em. Kiếm Messi bán cũng được á. Đó. Hay sao? Đây này ngưng rồi. À bán tiếp. Ê bay kìa. Một con bay rồi đó. Kiếm con ngon ta. Đây bán thêm con nữa. Wow tuyệt vời anh em. Tuyệt vời. Hai con gần được đến 1 tỷ rồi. Ngon thiệt chứ. Rồi thơm rồi. Quá ngon luôn rồi. Tiếp tục chơi tiếp. Đó. Vô. Nói gì đây? Copa America hả? Cái này gói mới nè. Có mấy con trăm nè. Đấy. À gói này tiếp hả? À hết rồi. Hết cho tôi rồi. Chỉ có lần thôi à. Giờ chỉ mở Copa America thôi. À ngưng rồi. Rồi ngưng anh em. Khá ok rồi. Phải là khá ok. Cả này khá hơn rồi. Thì ok anh em. Nói chung là này làm clip gọi là vui vui ha. Nó về sự kiện hôm đó đi dành ngày mai cho anh em. Nó review sơ, anh em đánh giá như nào, có những cầu thủ như nào. Mà bắt hên xui. Nhưng mà mình xui quá anh em thêm thì mình xui quá. Mình quá đen em, từ trên mấy là mấy ạc rồi mà không được con nào ngon nữa. Trời ơi, thì đáng tiếc thật thôi. Chờ sự kiện hôm đó bây giờ mình chơi tiếp anh em. Đó, thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký những cái hộ mình nha. Cảm ơn em, chào anh em.